Trời ơi, nó bị tróc da của con hồ phá thánh điện rồi. Hello mọi người, Nado lại đến rồi, Nado lại đến rồi. Hôm nay chị sẽ khui cái con đại boss này nè. Ui ui, cái con này rất là nhiều em mong chờ khui và yêu cầu chị khui rất là nhiều, cho nên chị sẽ khui con này trước. À, cái con này có cái mã là 634701 mà nó lại có cái chữ S nữa, tức là 634701S đó các em. Con này là con đại boss của Nado nè. Trời ơi, có một con thôi các em à, một con nha, không phải giống như cái bộ ba Nado hôm qua nữa đâu. Một con hà, mà giá tiền của con này nó bằng với bộ ba con quay hôm qua chị đã khui. Kinh khủng không? Rất là kinh khủng luôn. Nó mắc gì đâu luôn á. Bởi vậy đâu có dám mua nhiều đâu. Mà mấy bộ ba hôm qua chị đã bán rồi các em ơi, đâu có dám nhập về nhiều đâu. Chị mua về là sang cho cái bạn nào thích giống như chị vậy thôi, chứ nó mắc quá mà. Chị nói giá một cái là ai cũng chát chúa, nhưng mà thực tế là cái giá đó chị cũng không có lời đồng nào mà chị nhường lại thôi. Trời ơi, kinh thiệt là kinh khủng. Đây, nhìn cái nắp chiến thần á, thì các em rất là mê rồi, chị thấy cũng rất là thích nữa. Mà chị nghĩ là nó mắc lại nhờ bởi vì cái này nè, nó có hai dòng sắt, những ngòi vỏ hộp nè, mà nhìn đẹp lung linh không, hàng bên trong không biết như thế nào. Đây, đại boss. Nhưng mà con này là của nữ á các em, chị thấy cái hình này giống nữ mà. Đúng rồi, nữ đúng không? Em nào đã xem phim này bạn nữ nè, chắc chắn rồi. Thôi không có nói nhiều nữa, mình khui nha. Chị nhìn thấy cái tay cầm mà chị cũng ghiền rồi nè. Tay cầm nhìn thấy đẹp quá. Khui đi, khui. Ngày mai mình sẽ khui tiếp cái bộ kia nha. Còn một bộ nữa. Chào mừng em đại boss đến với Bobby Kiss. Trời ơi, cái hộp thiệt là bự vậy. Có cần quà chút xíu à mà làm gì dữ vậy. Trời ơi, trời ơi, nó đẹp á cho các em ơi. Trời ơi, mua cái con này không uổng phí tiền, không uổng phí tiền. Một hai ba, 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 một ba cho các em xem. Trời ơi, phải nói là trời ơi, các em hãy nhìn cái vòng sắt của nó. Trời ơi, chưa bao giờ mà thấy một quay nào mà cái vòng nó đẹp như vậy. Hèn chi giá tiền nó là như vậy, không uổng công chị đã mua. Trời ơi, đúng là tiền nào của đó các em ơi. Trời ơi, má ơi, đẹp gì đâu luôn á. Trời ơi, coi cái vòng của nó này, nó dày hai vòng sắt luôn. Đúng là đại boss luôn các em. Trời ơi, từ khúc trên này á nha, tới đây á là đều bằng sắt hết, mà sắt không rỉ nè. Nhìn ở bên trên của nó nè. Các em à, một cái con này mà nó bằng với ba con hôm qua mà chị đã khui. Kinh khủng không? Tiền nào của đó, không phải mà tự dưng nó mất tiền được. Trời ơi, cái vòng của nó đẹp, nó đẹp quá đi. Chị đang lùng cái chân đế bằng bằng vàng nữa, bằng màu vàng chứ không phải bằng vàng, chân sắt mà mạ vàng. Chị đang lùng, nếu mà lùng được mà bỏ cái vô cái chân này á hả, trời ơi, nhìn nguyên cái con quay thôi á là phải nói là không thể nào tưởng tượng được nữa. Trời, nó đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, các em thấy không? Bây giờ ngắm nhìn từ dưới lên nè, không nhìn từ trên xuống cũng quá xuất sắc rồi. Cái này là vòng tấn công nè, cái này là vòng phòng thủ nè. Thôi khỏi nói vòng đi, nói vòng sắt cho nó lẹ. Ủa, cái cây nó rớt đâu rồi? Trời ơi, khui xong rồi thấy con quay ghiền quá, giờ nó cái cây rớt đi đâu. Ừ, đây, nó nằm ở trong hộp. Trời ơi, có ai mà phấn khích giống như chị không? Có ai mà ghiền đồ chơi giống như chị không? Thật sự luôn á, chị chưa thấy một cái bạn nữ nào mà nó ghiền đồ chơi giống như chị á. Thật là xấu hổ quá đi. Mà ghiền đồ chơi của con trai cũng ghê chứ. Thiệt hết nổi, chị đâu có chơi đồ chơi của con gái. Bởi vì like của từ bo qua mà giờ. Bây giờ chị ghiền luôn, chị muốn không? Bây giờ chị sẽ khui nó ra. Con này thì chị phải phẫu thuật rồi các em, mà chị muốn nhìn rõ hơn cái vòng sắt màu vàng đó.
Mà cái bằng màu vàng này á hả, nó mạ rất là đẹp nha. Nó không giống như là mạ màu vàng của con quay AS đâu nha. Chị nhìn nó giống như là gọi là vàng tay á, người ta gọi là vàng bao nhiêu phần trăm á ta. Mạ lên á, cái màu của nó giống như đôi bông á. Chị không nổi. Mình còn không biết màu vàng đó bao nhiêu phần trăm nữa. Cái chân này á, là nó có một cái viên bi bằng sắt ở bên trong này. Nhưng mà cái viên bi này nó cố định rồi các em ạ. Chân đế. Trời ơi, bởi vậy nghĩ tại sao cứ một con mà nó lại bằng giá với ba con. Mắc rinh kinh khủng luôn. Rồi, coi các em. Cái dòng của nó nè. Ôi, lung linh luôn á. Ở chưa bao giờ mà thấy cái vòng sắt mà cái vòng phòng thủ nào mà nó đẹp như vậy nữa. Thiệt, chị mua cái ba cái bộ này chị không có tiết tiền luôn á. Trời ơi, cái vòng sắt này nó nặng ghê mà nó dày hơn cái vòng của cái con 501 á các em. Để chị lấy cái 501. Đây là cái con quay 501. Cái vòng sắt của con quay 501 á thì nó cao hơn thôi các em. Nhưng mà cái độ dày nó lại không có bằng cái độ dày của cái con quay này. Đây. Tức là ở bề mặt ở trên á là các em nhìn thấy nó cao như vậy nhưng mà nó lại mỏng hơn. Còn cái vòng sắt này nó nặng hơn nhiều luôn á. Nó dày nè, nếu mà tính ra độ dày thì đây, mình phải tính độ dày như thế này. Đà. Các em có thể so sánh là cái vòng từ khúc này nó chỉ bằng một nửa của vòng này. Trong khi cái vòng này nó lại được kết cấu của, đây là những cái vòng trượt. Nó có thể trượt được nè. Nó dính rồi. Cái màu này là màu đồng. Cái này là hai vòng sắt. Cái con 501 chị rất là vừa ý luôn á. Con này chị nhập về bao nhiêu hàng cũng bán hết luôn. Mà không ngờ cái con này, bởi vì con này nó mắc quá mà. Nó gấp đôi. Một con mà nó gấp đôi tiền của cái con. Con này nó gấp đôi tiền các em. Con này đó gấp đôi tiền. Nói chung là mua con nào cũng thích hết trơn á. Từ cái bất ngờ này đến bất ngờ khác thì không có từ ngữ nào để diễn tả nổi. Trời ơi, Audi nó làm mình đau tim vì những cái con quay này. Đau tim quá. Đau tim vì phấn khích. Nằm công ngồi. Cái vòng sắt này nhìn thấy cũng thích. Lúc nào cũng nhìn thích đó trời ơi. Giống như cục vàng, mình ôm trong tay cục vàng vậy đó. Cái này biến thành cục vàng thì hay biết mấy. Thôi không có đùa các em nữa. Bây giờ mình sẽ gắn nó vào để chị cho nó quay một thời gian thử như thế nào. Mình xem thử cái vòng này á nó có bị trầy không ha. Bởi vì cái con quay mà chiến thần hộ pháp cao cấp á, cái con đó thì khi mà quay một thời gian rồi ở trên cái dòng màu vàng á nó bị tróc, tán nhiều quá thì nó cũng bị hơi tróc cái màu vàng ra. Các em có thích bộ này không? Các em hãy nhớ cho bạn này một like nha. Nhớ nha. Cho bạn này một like. Thiệt là đỉnh của đỉnh luôn các em à. Đỉnh của đỉnh quá siêu đỉnh luôn. Trời ơi, các bạn nào mà nó đẹp như vậy đâu. Tận nãy giờ mình ghiền cái vòng sắt mà mình không có thèm ngắm ở trên luôn. Đây, ngắm ở trên. Đại boss của ta. Đây là có một cái hình ảnh của một cái mũi kiếm nè các em. Đây, hình ảnh của mũi kiếm nè. Ở đây nó có một cái mũi tên. Ở đây có hình chữ, hình như là một cái chữ P gì đó. Đẹp ha. Đây mũi kiếm nè. Mũi kiếm nè các em. Đó. Có ba cái này nó chuyển ra. Đẹp. Rất là tuyệt luôn á. Chị tưởng là mua cái con này mắc quá. Thả mua ba con chia ra thì nó còn rẻ hơn. Nhưng mà không hối hận các em à. Không hối hận. Nói chung là tại Việt Nam thì chỉ có Bobby Kiss hiện tại. Còn khoảng vài ngày nữa thì chị chưa chắc. Tại Việt Nam này hiện tại chỉ có Bobby Kiss mới có cái dòng này thôi. Thiệt là hạnh phúc quá đi à. Các em cho chị hãnh diện được chút xíu nha. Hãy nhớ cho chị một like nha, nhớ nha. Sắp đến chương trình bốc thăm trúng thưởng rồi đó. Các em hãy nhớ đăng ký kênh, bấm vào cái chuông và nhớ like cái video này nhiều nhiều nha.
cái con này là đại boss của Nado 5. Nó xuất hiện tại Bobby Kids. Nhớ nha, một like. Chị nói chị nhờ các em like hoài, các em coi mà các em không like buồn. Ôi, tập nãy giờ ghiền cái chân này mà không có coi cây. Nắp chiến thần. Nắp chiến thần của đại boss. Đợi chị chút xíu. Nắp chiến thần. Đây, cái nắp chiến thần đây. Một cái mũi kiếm. Một cái mũi kiếm rất là đại boss luôn. Wow wow wow. Ê. Hừng phấn. Ê, mình lắp bên nào trước ta? Mình lắp bên này hay là mình lắp bên này ta? Để chị nhìn cái vỏ hộp xem. Mình phải lắp cho đúng chứ, đại boss mà. Để xem, đây là cái vỏ hộp của nó nè. Rồi, các em à, mình lắp đúng vào vị trí của cái mũi kiếm. Mũi kiếm này nó thẳng lên nè. Đó, mình lắp vô nè. Đó, mấy con kia là chị không có nhìn, mà con này chị cẩn thận. Các em thấy đẹp không? Quá tuyệt vời luôn. Có em nhìn nhầm á, là cái mặt ở trên nó là màu đen, nhưng mà không phải, đây là màu đỏ bạc đô các em à. Đó, rất là đẹp luôn. Quá lùng lên, quá đỉnh luôn. Cái này là cái chăn bằng sắt cho nên chị nghĩ nó cũng sẽ rất là mạnh. Nhưng mà nó mạnh hay không thì phải đấu với con này mới biết được à. Cho nên chị sẽ cho nó đấu với con này. Còn ba con hôm qua chị khui cũng rất rất là mạnh luôn. Nhưng mà lần sau mình sẽ cho những cái con cao cấp đại boss này đấu với nhau nha. Hôm nay mình sẽ cho hai con này đấu với nhau thôi ha. Để khỏi mất thời gian của các em ha. Nhưng mà rất là tiếc thì phải gỡ cái nắp chiến thần này ra. Ừ, lại quên nữa rồi. Đó, thấy chưa? Phấn khích vì con quay mà lại quên một điều quan trọng là cái cây cầm. Thiệt vậy không? Không hiểu nổi chị luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đây là tay cầm của nó. Cái tay cầm này nó lại đẹp hơn cái tay cầm hôm qua luôn á các em. Cái này nó màu xanh nhạt, lại phối rất là đẹp, kèm theo với màu xanh lá cây. Đây, cái tay cầm hôm qua nè, nó là màu vàng, nhưng mà nó phối với màu đen. Đó, nhưng mà nhìn với tay cầm này thì lại thua rồi. À, cái tay cầm này có thể xoay được các em. Đó, thì ra là vậy, bởi vậy cho nên nó mắc nè. Rồi, nó xoay được. Mà kết cấu của nhìn nó cũng rất là đẹp luôn nè. Tay cầm này nó màu đen đúng không? Còn cái này nó màu xanh mà bên trong màu trắng. Các em nhìn thấy không? Sự khác biệt rất là rõ ràng. Cái này tay cầm này là nó phiên bản của cái tay cầm này. Hai tay cầm này rất là đẹp luôn. Còn cái tay cầm này, tay cầm màu vàng là phối với cái tay cầm này. Con màu vàng là nâng cấp của con màu đỏ. Còn xanh lá cây là nâng cấp của màu xanh dương. Cái màu xanh này nó giống giống nè, hơi nhạt xíu thôi. Nhìn thấy đỉnh không? Trời ơi, mà cái tay cầm nó hình mũi kiếm luôn nè chứ bộ. Cái này thì nó làm màu bằng màu đen. Còn cái này thì nó làm bằng màu xanh. Nhìn, nói chung là nhìn cái này rất là đẹp luôn. Đại boss. Ôi, kéo thử nha. Wow. Trời ơi, chị sưu tập được 3 cây. Chị là cái cây cầm là nhiều nhất luôn rồi. Con quay AS chị đã sưu tập được một đống cái tay cầm. Bây giờ con quay này nữa, được 4 cái tay cầm màu sắc khác nhau. Trời ơi, quá đỉnh. Các em hãy cho chị một like đi nào. Rồi, chẳng hạn này đây. Bây giờ khi mà hôm qua chị test bằng cái bàn đấu này, cái bàn đấu này nó không có test được sức mạnh của con quay. Mà nếu các em là đấu với nhau mà ai lọt vô cái lỗ này thì sẽ bị thua thôi. Vì chị muốn test sức mạnh của con quay cho nên chị sẽ không sử dụng bàn đấu này, mà chị sẽ sử dụng bàn đấu này. Bởi vì khi mà mình cho nó quay hai con á, con nào mà nó dừng trước á thì nó thua, thì con nào mà dừng sau thì nó mạnh hơn rồi. Chị nghĩ là vậy cho nên chị sẽ cho nó đấu vô cái bàn này. Cái bàn này không nhận quá nha. Chị sử dụng bền ghê. Hồi trước chị mua ở My Kingdom á các em, bền cực kỳ luôn á. Chị lia cỡ nào, chị quăng cỡ nào nó cũng không bể. Nhưng mà nhựa của cái bàn này á thì lại dày hơn cái bàn này. Bàn đấu ngày xưa mình sử dụng, bây giờ mình cho nó sử dụng tí. Hôm nay chị sẽ cho nó đấu hai lượt. Một lượt là cái chăn này, một lượt sẽ là cái chăn này.
Ôi, con này thấy thắng con à. Trời ơi, các em, nó đá ra luôn. Nó đá một phát, văng con 501. Đây, để vậy chơi lại. Chơi mạnh dữ đi. Không ngờ mình đã thay đổi cái bàn đấu rồi. Để cho nó đừng có chui vô lỗ hay gì đó mà không ngờ nó cũng mạnh dữ. Trời ơi, trời ơi, trời. Tập, thôi. Để nếu mà để tự nó quay, không biết nó dừng bao nhiêu ta. Thời gian bao nhiêu nó dừng hết. Ê, xíu nữa mình test cái vụ đó nha. Nó coi thử nó quay thời gian bao lâu thì nó dừng. Một ý tưởng mới lạ. Rồi dừng lại đây. Lần thứ hai nha. Các em phấn khích không? Sao chị phấn khích dữ vậy trời? Chị không nổi bà chị này. Cái này là chị cho quay 10 lần á. Ôi, giống như cái con đại bót á. Giống như con đại bót á. Nó rượt theo cái con 501 quá rồi. Hộ pháp thánh điện. Ây. Trời ơi, em này bây giờ đứng chỗ phòng thủ à. Phòng thủ chắc ăn hơn. Anh này tấn công dữ quá. Bây giờ đi lượn à. Chị phải công nhận là con 501 cũng rất là mạnh đó nha. Nó tấn công để cho nó đá đi á. Rồi. Rồi tấn công dữ quá, xỉn liễn rồi. Rồi. Anh này vẫn bền bỉ thắng các em ơi. Lượt thứ hai, anh 501 thắng rồi, anh này xỉn liễn rồi. Rồi, dừng ơi. Hộ pháp thánh điện còn vẫn đang chạy. Mẹ nó tán con hộ pháp nó bị chài mấy cái vết nhựa các em ơi. Trời ơi, tội nghiệp con hộ pháp thánh điện quá đi à. Tại cái phòng nó bằng nhựa mà, nó sao chịu nổi bằng sắt. Chị quay nó 10 lượt á. Em này anh đứng chính giữa cho nên anh an toàn rồi. Không đụng, hai con không có đụng nhau làm sao mà biết trời. Mà trong khi con này nó tấn công, nó lại tán nó vô cái dành này nữa, cho nên là nó sẽ bị yếu thế hơn. Rồi bây giờ mới đụng vô nhau rồi đó. Anh này có một cái thế tấn công á, là đẩy những cái con quay kia đi ra khỏi bàn đấu á các em à. Nhưng mà công nhận con này rất là mạnh các em ơi, mạnh cực kỳ luôn á. Rồi 501 thua rồi. Bạn này rất là mạnh, rất là mạnh luôn á. Ảnh chuyên gia đá những cái con quay ra khỏi cái bàn đấu. Rồi mình đã cho đấu á, là hai cái chân đế ở dưới rồi. Bây giờ mình sẽ cho chân đế ở thế tấn công nha. Trời ơi, quay sao mà nó trầy luôn một vết luôn nè các em. Cái bàn đấu nó bị trầy mất một miếng, không biết hai con này nó tán kiểu gì á.
Hình như hộ pháp thánh điện hơi bị xuyển điểm rồi. Rồi, hộ pháp thua. Lần thứ 3. Công nhận anh là rất là mạnh luôn. Thắng hộ pháp thánh điện là không phải chuyện dễ dàng. Cũng phải là dùng sức lực rất là nhiều luôn mới thắng được con hộ pháp thánh điện chứ bộ dữ nè. Chị muốn coi thử là thời gian của nó quay được là bao lâu ha. Nhưng mà quay cái đó thì chị phải cho nó dùng cái bàn đấu này. Bởi vì cái dùng cái bàn đấu này á, thì nó sẽ không có tán vào những cái khung, những cái xung quanh á. Nó chỉ nằm ở trong gói gọn của cái vòng tròn này thôi. Bởi vì nó có những cái tính năng rất là riêng biệt cho nên nhìn là muốn mua liền à. Khi mà chị thả nó xuống, chị sẽ bấm cái đồng hồ, chị coi thử là nó chạy bao nhiêu giây. Rồi, anh đã từ từ vô rồi. Anh vô chính giữa. Còn như con 501 thì nó sẽ quay nằm đứng chính giữa thôi à. Nó không có quay, không có chạy đâu hết trơn. Còn cái này chạy xung quanh. Mà đứng chính giữa hồ cũng không đứng yên nữa. Đúng là lý là lý lắc. Một phút rồi các em ơi. Bởi vì con này ở thế tấn công cho nên là cái độ bền của nó sẽ không có bằng cái con hộ pháp thánh điện. Tuy nhiên sức mạnh của nó rất là mạnh, mạnh hơn hộ pháp thánh điện rất là nhiều luôn. Một phút 24 giây à. Trời, tưởng ngã rồi chứ vậy mà cũng còn cố nữa. Nếu mà tay các em nào mà mạnh á, kéo nhiều hơn á, mạnh hơn thì có thể là nó sẽ quay lâu hơn á. Chắc 2 phút rồi. Rồi, 2 phút. Trời, đúng 2 phút 2 giây. Cũng hơn 2 phút chút xíu, 2 phút 2 giây. Nhưng mà nếu như tay em nào mà mạnh hơn thì sẽ cho nó chạy lâu hơn á. Tán sao mà phá tánh điện mấy cái bên chết bên ngoài nè, nó bị trầy trầy luôn á nè. Trời ơi, nó bị tróc da của con hộ phá thánh điện rồi, chỗ này nó tróc một miếng luôn. Ôi. Cái này chơi một thời gian biết nó bị tróc hết không trời. Này nữa, cái ôi cái nghiêng cái đường này nữa. Ôi nghiêng cái đường này nữa. Trời ơi, trời ơi, xung quanh nó thật là tội nghiệp con hồ pháp thánh điện. Còn đây em đó, em nó nè. Em nó đây. Thôi video của chị quá dài rồi. Các em hãy nhớ cho chị một like cho con này boss này nha. Các em hãy nhớ like video, đăng ký kênh và nhớ bấm vào cái chuông nha. Cảm ơn các em rất là nhiều. Bye bye ha. Ngày mai chị sẽ tiếp tục khui cái con đại boss số 2. Đây cái con đại boss này. Không biết con đại boss này nó có cái dòng sắt nó có giống cái con này không nữa. Nhưng mà giá tiền nó cũng y chang á các em. Nhưng mà con này nhìn cũng rất là đẹp á. Nhìn đẹp cực luôn á. Màu đỏ. Rồi, hôm nay khui được cái con này boss này quá đỉnh luôn. Bye bye.